Chúng ta sẽ cùng xem pha dứt điểm của Phạm Văn Đức. Chúng ta thấy Phạm Văn Đức ấy thổi thở phào rất nhiều đúng không ạ? Rất rất tâm lý. Đi solo một đều. Phạm Văn Đức đã đánh lừa được Minh Hoàng trong tình huống vừa rồi. Bản lĩnh của một tuyển thủ quốc gia đã giúp cho Sông Lam Nghệ An có bàn thắng quân bình tỷ số ở phút thứ 55 của trận đấu. Đó đến từ một pha phạt đền. Không có bất kỳ một cơ hội nào cho thủ thành bên phía Topland Bình Định. Minh Hoàng đã đoán sai hướng đá phạt đền của Phan Văn Đức. Bàn thắng đầu tiên của Phan Đức ở mùa giải năm nay. Niềm vui mừng của ban huấn luyện câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Phan Văn Đức lại một lần nữa rất trống trải. Tuyệt vời! Tôi đã cảnh báo FC Đà Nẵng về Phan Văn Đức nhưng có vẻ như là họ không nghe thấy. Một lần nữa Phan Văn Đức tự chọn cho mình một khoảng trống. Một lần nữa Phan Văn Đức khống chế bước một hoàn hảo. Và cùng với đó là một pha ra chân ở chất lượng rất cao, ở đẳng cấp rất cao. Một bàn thắng cực đẹp của Phan Văn Đức. Và không những thế, nó còn là ứng cử viên cực đẹp cho vòng đấu. Không có thể có gì để bàn cãi về bàn thắng này. Thực sự là một siêu phẩm. Siêu phẩm ở đẳng cấp quốc tế. Pha đỡ bóng bước một rất vừa vặn để bóng nảy lên phía trước mặt. Ngay sau đó là một cú vuốt bóng ở đẳng cấp rất cao. Phan Văn Đức đã trải qua một quãng thời gian tương đối khó khăn bởi những chấn thương và có bàn thắng. Chúng ta hãy cùng quan sát lại bàn thắng này một lần nữa ở một góc quay cực kỳ đẹp mắt. Ít phút trước chúng ta còn thấy Đình Châu nằm trên sân và cần đến sự Phan Văn Đức. Nguy hiểm! Tuyệt vời! Siêu phẩm của Phan Văn Đức. Không thể có gì tả được với niềm vui của Phan Đức lúc này. Màn trình diễn có thể nói là 10 điểm trọn vẹn của Phan Đức cho dù lúc này mới là phút thứ 65 của trận đấu. Và không những thế, anh còn biến những suy nghĩ, những hành động của mình thành hiện thực một cách hoàn hảo. Bàn thắng quá đẹp của Phan Văn Đức. Cú cứa lòng mẫu mực về phía góc cao. Bóng đập bên trong cột dọc và bắn thẳng vào lưới. Bản thân tôi cũng không nghĩ rằng Phan Đức có thể dứt điểm trong pha bóng vừa rồi. Nhưng pha xử lý thực sự là mẫu mực và xem đi xem lại không biết chán. Chặt bóng bằng chân trái. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Hãy lặng im và chiêm ngưỡng. Cả hai bàn thắng của Phan Văn Đức đều là hội tụ của những tinh hoa. Cao Xuân Thắng. Đường chuyền rất hay dành cho Văn Việt. Cơ hội! Phan Văn Đức 1-0 dành cho Sông Lam Nghệ An ở pha dứt điểm thứ hai của mình. Phan Văn Đức đã ghi tên mình trên bảng tỷ số và tạo ra được cách biệt 1-0 dành cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Trước đó là một đường chọc khe rất hay của Bruno Henrique dành cho Văn Việt. Và thực tế thì pha xử lý của Văn Việt cũng vô cùng ấn tượng. Nó khiến cho tình huống xoạc bóng của Raboli trở nên thành vô nghĩa. Bàn thắng thứ tư của Phan Văn Đức trong ngày mà anh là chủ nhân và được trao thưởng bàn thắng đẹp của tháng 3. Một tình huống phối hợp hay. Một tình huống phối hợp bộ ba tam giác giữa Bruno Henrique, Văn Việt và người kết thúc là Phan Văn Đức. Thiện Đức. Thiện Đức đã để mất bóng. Pha chạm bóng đầu tiên của Mạnh Quỳnh. Phan Văn Đức có đủ quân số tấn công. Phan Văn Đức 2-0, lại là một cú đúp. Cứ không ghi bàn thì thôi, cứ mỗi lần ghi bàn thì số 20 của Sông Lam Nghệ An phải ghi được hai bàn thắng mới thỏa mãn. Phan Văn Đức vẫn là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và ngày hôm nay người ta sẽ ví von rằng Phan Văn Đức 2 và BKB Bình Dương 0. Quan sát rất kỹ và chọn một cú cứa lòng đánh bại toàn bộ hệ thống phòng ngự và thủ môn Sơn Hải của BKB Bình Dương. Tất cả mọi thứ là hoàn hảo. Không một ai áp sát với pha dứt điểm vừa rồi của Phan Văn Đức. Người vào sân thay người Mạnh Quỳnh
đã thực hiện để lại điểm nhấn của mình. Đây chính là phá dứt điểm sở trường của Đức Cọt. Quá nhiều khoảng trống, thời gian để ngắm nghía và thực hiện một pha dứt điểm không thể tuyệt vời hơn. Phạm Văn Đức 2 và BKB Bình Dương 0.